Nếu bị phát hiện dấu hiệu vi phạm về điều kiện kinh doanh an toàn phòng cháy, các cây xăng này sẽ bị xử lý nghiêm minh. Đặc biệt, đợt kiểm tra này sẽ tập trung vào các cây xăng trong diện giải tỏa, di rời, đã phải dừng hoạt động hoặc có dấu hiệu nguy hiểm như cửa hàng số 408 Ngô Gia Tự thuộc quận Long Biên, cửa hàng xăng dầu Ngọc Hà thuộc huyện Đan Phượng. Theo lộ trình trước năm 2015, Hà Nội cần phải xóa bỏ di rời 55 cây xăng để đảm bảo an toàn cho người dân. Trước đó, Sở Công Thương Hà Nội khẳng định cây xăng 2B Trần Hưng Đạo nơi xảy ra cháy lớn ngày 3 tháng 6 chỉ là trạm cấp phát xăng dầu nội bộ thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, không được cấp giấy phép kinh doanh.